Cô chào các em, cô tên là Cao Thị Trang, giáo viên trường tiểu học B Phú Hữu. Cô rất vui khi đồng hành với các em ở tiết học trực tuyến môn phổ thông bài 12, ôn tập chương 2 chủ đề cắt dán chữ cái đơn giản. Ở tiết học này các em cần đạt được các mục tiêu sau. Mục tiêu thứ nhất là trẻ cắt dán được một số chữ cái có nét thẳng, nét đối xứng. Mục tiêu thứ hai, các nét chữ cái ảnh đều cân đối, trình bày sạch đẹp. Mục tiêu thứ ba, có thể sử dụng các chữ cái đã cắt được để ghép thành một số chữ đơn giản khác. Tiếp theo là phần chuẩn bị. Về phần chuẩn bị thì các em hãy chuẩn bị cho cô hai loại vật liệu và dụng cụ. Vật liệu các em sẽ chuẩn bị giấy phổ thông. Các em có thể sử dụng các màu sắc mà mình yêu thích. Về giấy trắng thì các em có thể sử dụng cho cô giấy A4 hoặc giấy ô li. Tiếp đến đó là dụng cụ. Dụng cụ thứ nhất đó là keo dán, thứ hai là kéo, thứ ba là bút kẻ và thứ tư là bút chì. Các em nhớ chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để chúng ta thực hành cho tốt nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn lại cho các em cách cắt dán các chữ cái. Bước thứ nhất đó là cắt các chữ cái. Chữ cái đầu tiên cô sẽ hướng dẫn cho em cắt đó là chữ Y. Đối với chữ Y thì có cách cắt rất đơn giản. Các em chỉ cần chuẩn bị một cái tờ giấy thủ công, lật mặt sau cái tờ giấy thủ công. Các em vẽ một hình chữ nhật có chiều dài là 5 ô, chiều rộng là 1 ô. Sau đó các em cắt hình chữ nhật vừa vẽ, chúng ta sẽ được chữ Y. Chữ Y có cách cắt rất đơn giản phải không các em? Tiếp đến cô sẽ hướng dẫn cho các em cắt chữ T. Đối với chữ T thì có cách cắt như sau. Các em lấy một cái tờ giấy thủ công, lật mặt sau lên, sau đó các em kẻ và cắt một hình chữ nhật có chiều dài là 5 ô, chiều rộng là 3 ô. Và các em sẽ chấm các điểm đánh dấu hình chữ T như trên. Sau khi các em đã chấm các điểm đánh dấu hình chữ T xong thì các em sẽ kẻ hình chữ T theo các điểm đã đánh dấu. Tiếp đến các em sẽ gấp đôi hình chữ T lại. Chúng ta được hình như thế này. Sau đó các em sẽ dùng kéo cắt bỏ đi phần thừa. Và các em mở phần còn lại ra sẽ được chữ T. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em cách cắt chữ H. Chữ H có cách cắt như sau. Các em lấy một cái tờ giấy thủ công, cũng là mặt trái tờ giấy thủ công. Các em kẻ và cắt một hình chữ H có chiều dài là 5 ô, chiều rộng là 3 ô. Sau đó các em chấm các điểm để đánh dấu hình chữ H. Tiếp đến các em sẽ kẻ hình chữ H theo các điểm đã đánh dấu. Sau đó chúng ta sẽ gạch chéo phần thừa của hình chữ H. Thì các em sẽ gấp đôi hình chữ H lại. Các em sẽ dùng kéo để cắt bỏ đi phần thừa. Và cắt phần dưới lên.
sau khi cắt bỏ đi phần ngờ thì các em sẽ mở hình chữ nhật còn lại ra, các em sẽ được chỉnh nắp. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em cách cắt chữ U. Để cắt được chữ U thì các em cũng sẽ lấy một cái tờ giấy thủ công kẻ và cắt một hình chữ nhật có chiều dài cũng là 5 ô, chiều rộng là 3 ô, và các em sẽ chấm các điểm để đánh dấu hình chữ U. Sau khi các em đã chấm xong các điểm đánh dấu hình chữ U thì các em sẽ kẻ hình chữ U theo các điểm mà các em vừa đánh dấu. Tiếp đến, các em sẽ gấp đôi hình chữ nhật đã kẻ hình chữ U lại. Các em dùng kéo để cắt bỏ đi phần thừa. Mở ra, các em sẽ được chữ U hoàn chỉnh. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn đến cho các em cách cắt chữ cái thứ năm, đó là cắt chữ V. Đối với chữ V thì các em sẽ cắt như sau. Các em cũng lật mặt trắng của một cái tờ giấy thủ công, rồi kẻ và cắt một hình chữ nhật cũng với chiều dài là 5 ô, chiều rộng là 3 ô. Sau đó, các em sẽ chấm các điểm để đánh dấu hình chữ V. Sau khi chấm xong các điểm đánh dấu hình chữ V thì các em sẽ kẻ hình chữ V theo các điểm vừa đánh dấu. Tiếp đến, các em sẽ gấp đôi hình chữ nhật đã kẻ hình chữ V lại. Và gặp phần thừa. Sau đó, các em sẽ dùng kéo cắt đi phần thừa. Các em mở phần còn lại ra, các em sẽ được chữ V. Và cuối cùng, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách cắt chữ E. Chữ E có cách cắt như sau. Các em sẽ lấy một tờ giấy thủ công, sau đó các em kẻ và cắt một hình chữ nhật có chiều dài là 5 ô, nhưng chiều rộng của chữ E là 2 ô rưỡi. Sau đó các em sẽ chấm các điểm đánh dấu hình chữ E như trên. Sau khi chấm xong các điểm đánh dấu hình chữ E thì các em sẽ vẽ hình chữ E theo các điểm mà các em đã đánh dấu. Do chữ E có tính chất đối xứng cho nên khi cắt chữ E thì các em chỉ cần gấp đôi hình chữ E theo chiều dài lại. Và các em sẽ cắt bỏ đi phần thừa của hình chữ E. Tiếp đến các em sẽ mở ra, các em được chữ E. Như vậy là cô đã hướng dẫn xong cho các em bước thứ nhất là cắt các chữ cái. Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn cho các em cách dán các chữ cái. Để dán được các chữ cái thì các em sẽ lấy một cái tờ giấy trắng, sau đó các em sẽ kẻ một cái đường chuẩn lên trên tờ giấy trắng. Tiếp đến, các em sẽ sắp xếp các chữ cái mà các em đã cắt được lên trên đường chuẩn. Các em lưu ý khi sắp xếp các chữ cái trên đường chuẩn thì chúng ta sẽ xếp như sau. Phần dưới của các chữ cái các em xếp trùng với cái đường chuẩn và khoảng cách của các chữ cái sao cho nó trong đó thì nhau.
Sau khi các em đã sắp xếp được các chữ cái đã đều thì các em sẽ lấy một, chúng ta bôi lên mặt trái của từng chữ cái, sau đó các em dán lại trên giấy. Lưu ý khi bôi hồ các em bôi một lớp mỏng để không bị ướt giấy. Sau khi bôi hồ và dán các chữ cái xong thì các em sẽ sử dụng một cái tờ giấy trắng để chúng ta đặt lên trên các chữ cái. Rồi các em dùng tay miết các cái tờ giấy này từ dưới lên một cách nhẹ nhàng để cho các chữ cái thẳng đều. Sau khi các em đã miết xong thì các em sẽ mở cái tờ giấy ra, các em sẽ được sản phẩm như trên. Ngoài cách dán các chữ cái như vậy thì các em còn có một cách cách một cách dán chữ cái nữa, đó là các em sẽ sử dụng các cái chữ cái từ cách này để ghép thành những cái từ có nghĩa khác, ví dụ như là từ cô vú, từ hè về vui vẻ. Bây giờ cô sẽ cho các em tham khảo một số sản phẩm của các bạn học sinh hôm trước để có cách để cho các em có ý tưởng trình bày sản phẩm của mình nhé. Đây là bài làm của các bạn học sinh năm học trước. Ngoài việc cắt dán được các chữ cái, các bạn còn trang trí lên sản phẩm của mình bằng những họa tiết như là đường viền, bông hoa để giúp cho sản phẩm của các bạn sẽ nổi bật hơn. Và bài này được trang trí họa tiết đường viền bông hoa ở bốn góc của cái tờ giấy. Còn sản phẩm này được trang trí họa tiết ở giữa tờ giấy. Chúng ta thấy khi được trang trí họa tiết vào sản phẩm thì sẽ giúp cho sản phẩm đẹp nổi bật hơn. Các em có thể sử dụng các trang trí như vậy để trang trí sản phẩm của mình, hoặc các em có thể trang trí theo cái thích của mình nhé. Bây giờ là đến phần thực hành. Ở phần thực hành thì các em sẽ thực hành, lưu ý cho cô. Trong quá trình thực hành thì chúng ta cần lưu ý sử dụng kế phải cho cẩn thận. Thứ hai là bôi hồn, giấy màu thì các em sử dụng tiết kiệm. Thứ ba là giấy vụn các em bỏ vào sọt rác. Và cuối cùng là các em sắp xếp lại các dụng cụ của mình sau khi đã thực hành xong. Cô chúc cho các em có khoảng thời gian thực hành vui vẻ, an toàn và hoàn thành tốt sản phẩm. Cô mời các em thực hành.
thời gian thực hành của các em đã kết thúc. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là trưng bày sản phẩm. Để trưng bày sản phẩm thì các em hãy gửi sản phẩm của mình làm được lên nhóm Zalo của lớp môn thủ công để cho thầy cô và các bạn nhận xét. Tiêu chí để nhận xét bài làm của các em như sau. Thứ nhất, đó là cắt được các chữ cái đúng quy định. Thứ hai là các nét chữ phải thẳng, đều, cân đối, trình bày sạch đẹp. Thứ ba là sản phẩm phải sáng tạo. Ví dụ như là các em sẽ ghép các chữ cái thành các từ có nghĩa, có trang trí thêm họa tiết. Như vậy là tiết học của chúng ta đã kết thúc. Các em nhớ bỏ ký vụn vào sọt rác và rửa tay bằng nước sát khuẩn để phòng chống dịch bệnh. Cô chào và hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau.